Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Tiềm năng phát triển thị trường xuất khẩu viên nén gỗ năng lượng. Nâng cao nhận thức người dân trong việc quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án những tháng cuối năm 2022. Để giải ngân 100% kế hoạch năm của Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 50.300 tỷ đồng, từ tháng 9 đến cuối năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải cần giải ngân khoảng 28.100 tỷ đồng. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có kết quả giải ngân kế hoạch dưới mức trung bình của cả bộ, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong các tháng cuối năm 2022. Các đơn vị trên rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện các dự án triển khai cho năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ, đảm bảo trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt, gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch năm 2022 đã được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, ban quản lý dự án, chủ đầu tư cần có văn bản đề xuất điều chỉnh tăng giảm kế hoạch, gửi bộ trước ngày 25 tháng 9 năm 2022 để tổng hợp xử lý theo thẩm quyền. Số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 364,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 15 tháng 9 của nhóm doanh nghiệp FDI là 195 tỷ đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 73,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tính đến hết ngày 15 tháng 9, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 169,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, nhóm doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI xuất siêu 25,19 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt gần 4,8 triệu tấn, trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,7% về số lượng và tăng 9,9% về trị giá so với cùng kỳ. Giá trung bình đạt 486,5 đô la Mỹ một tấn. Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 47,7% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc, bờ biển Nga. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 4 tháng còn lại của năm 2022, nước ta dự kiến xuất khẩu thêm từ 1,5 đến 1,7 triệu tấn gạo, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm nay đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn so với năm 2021. Giá chào bán gạo và tình hình thương mại gạo thế giới hiện vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, các địa phương và đơn vị doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước để có các giải pháp chủ động trong sản xuất kinh doanh lúa gạo. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 9 năm 2022, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt khách, giảm 14% so với tháng 8 năm 2022. Trong đó, sản lượng vận chuyển khách quốc tế đạt 712.000 khách, tăng 8,7% so với tháng 8 năm 2022. Sản lượng vận chuyển khách nội địa đạt 3,7 triệu khách, giảm 13% so với tháng 8 năm 2022. Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, việc sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận sự sụt giảm là do thị trường vận chuyển hàng không đã bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo thông lệ, giai đoạn thấp điểm vào cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết. Những năm gần đây, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Úc đã có sự tăng trưởng. Với nhiều doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Úc là thị trường khá mới mẻ và có nhiều tiềm năng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường khó tính bậc nhất, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe mới có thể xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Hoạt động trong lĩnh vực chế tác đá, trước đây doanh nghiệp này xuất khẩu 100% hàng hóa đi thị trường EU và Mỹ. Từ năm 2021 đến nay, khi thị trường thế giới có nhiều biến động, doanh nghiệp đã nghĩ đến việc đa dạng hóa thị trường và phát triển thêm các khách hàng mới. Và Úc là một trong những thị trường mục tiêu doanh nghiệp hướng tới. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sang Úc của doanh nghiệp mới chỉ đạt gần 271.000 đô la Mỹ, 9 tháng năm 2022 đạt trên 114.000 đô la Mỹ.
Theo Hiệp hội Đá Thanh Hóa, đây là thị trường mới của nhiều hội viên và các doanh nghiệp sẽ chỉ khai thác được nếu tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường này. Vì là thị trường mới cho nên là cái tỷ trọng thì không cao. Tuy nhiên thì cũng đánh giá được là đối với cái thị trường Úc là rất là tiềm năng. Và đối với cái Đá Thanh Hóa thì sau khi mà đưa vào được cái thị trường Úc thì được thị trường đánh giá rất cao về giá cả, về chất lượng, về gam màu. Hy vọng thì tới đây thì cái Đá Thanh Hóa thì sẽ được đưa sang nhiều bên cái thị trường Úc. Hiện nay các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa xuất khẩu sang thị trường Úc các mặt hàng chủ yếu như đá, giày da, may mặc, cói, hàng nông sản. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn sang thị trường này đạt trên 87 triệu đô la Mỹ, tăng 2,1 lần so với năm 2020. 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 42 triệu đô la Mỹ, bằng 60% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, Úc là một trong những thị trường khó tính nhất thế giới với nhiều yêu cầu về chứng chỉ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao, quy trình nhập khẩu khắt khe. Tuy nhiên, người tiêu dùng nước này có mức sống cao và sẵn sàng chi trả cho các mặt hàng nhập khẩu giá cao nếu cảm thấy hài lòng với sản phẩm. Chính vì vậy, để thâm nhập vào thị trường Úc, các doanh nghiệp cần đặt ưu tiên hàng đầu đối với chất lượng sản phẩm thay vì giá thành, đồng thời tăng cường nắm bắt thị hiếu khách hàng và chú trọng xây dựng thương hiệu vững chắc cho sản phẩm hàng hóa. Với cái mục tiêu là đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng theo thị trường, thì trong những năm qua thì Huệ Anh đang nghiên cứu với thị trường Bắc Úc, và trong năm 2022 thì đơn vị cũng đã có những cái chuyến xuất khẩu đầu tiên sang thị trường Bắc Úc, chiếm lên đến 9% trên tổng kim ngạch xuất khẩu của đơn vị. Thì trong những năm tiếp theo đây thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và tiếp tục đầu tư các cái mối quan hệ cũng như là các cái đơn hàng để xuất khẩu sang các cái thị trường tiềm năng như vậy hơn nữa. Mặc dù là thị trường chính của chúng tôi là bên Mỹ, nhưng mà chúng tôi cũng tìm một số cái thành phố khác để phát triển cái ngành may mặc và một số cái thị trường mới, ví dụ như là Bắc Mỹ, rồi là bên Bắc Úc hoặc là Tây Úc. Trong tháng 11 này, chúng tôi sẽ tham gia với Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì đi triển lãm ở Melbourne, thành phố Melbourne của Úc để mà tìm kiếm thêm các cái khách hàng. Thị trường mới này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phát triển được vì là hàng của chúng tôi là được đảm bảo chất lượng cho tiêu chuẩn quốc tế. Để khai thác tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Úc, các doanh nghiệp Thanh Hóa đang tận dụng có hiệu quả việc thực thi các hiệp định FTA như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Úc New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP với nhiều tiêu chuẩn cao về thương mại và đầu tư trong khu vực. Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tăng cường các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Thanh Hóa tìm kiếm, trao đổi thông tin về thị trường, chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư. Qua đó, nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm, tạo lòng tin và hiểu biết lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác, phát triển giao thương, gia tăng mạnh mẽ các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai thị trường trong thời gian tới. Viên nén gỗ năng lượng được coi là sản phẩm nhiên liệu xanh, được nhiều quốc gia ưu tiên sử dụng. Với diện tích rừng lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào, Thanh Hóa có nhiều lợi thế để phát triển ngành hàng này. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn năng lượng, nhu cầu tiêu thụ viên nén gỗ trên thế giới càng tăng cao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Đầu năm 2022, công ty này đã mạnh dạn đầu tư hơn 50 tỷ đồng để đổi mới toàn bộ dây chuyền máy móc sản xuất với 6 đầu ép có công suất hiện đại, công suất lên tới 150.000 tấn viên nén gỗ năng lượng một năm, tăng gấp đôi so với dây chuyền cũ. Hiện tại, 100% sản phẩm của công ty được xuất khẩu đến các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, EU với các hợp đồng đã ký từ 1 đến 5 năm. Những cái thị trường lớn như là Nhật và EU thì họ yêu cầu phải có cái chứng nhận, các cái chứng chỉ về quản lý phát triển rừng bền vững. Tới đây thì chúng tôi sẽ sớm triển khai việc là các nhà máy vệ tinh, chúng tôi sẽ hợp tác với các hộ dân để hình thành những cái nhóm hộ, và từ đấy thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc xin cấp chứng chỉ quản lý và phát triển bền vững như là FSC hoặc là PEFC. Sản phẩm đạt yêu cầu về chứng chỉ thì được đánh giá cao và được ưu tiên và có cái giá mua tốt hơn. Thanh Hóa hiện có gần 400 doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản, nhưng sản phẩm chủ yếu ở dạng thô như răm gỗ, ván ép nên giá trị không cao. Toàn tỉnh mới chỉ có từ 4 đến 5 doanh nghiệp sản xuất viên nén gỗ năng lượng nhưng công suất nhỏ.
Trong khi đó, Thanh Hóa hiện có hơn 230.000 ha rừng sản xuất và hàng năm phát triển thêm được trên 10.000 ha rừng trồng để cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, viên nén nằm trong nhóm 5 mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của ngành gỗ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp chế biến lâm sản của Thanh Hóa thay đổi, tìm hướng phát triển trong ngành hàng này. Nhật Bản ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu khí hậu. Chính vì vậy, những nguồn nguyên liệu sạch như viên nén gỗ năng lượng đang là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Tôi đã đi tham quan cảng Nghi Sơn của Thanh Hóa. Tôi nghĩ nếu chúng tôi nhập khẩu mặt hàng này từ các doanh nghiệp tại Thanh Hóa, thì việc vận chuyển sẽ rất thuận lợi. Đấy cũng là tiêu chí để chúng tôi tìm kiếm doanh nghiệp để hợp tác nhập khẩu sản phẩm này. Việt Nam hiện là nhà cung cấp viên nén gỗ năng lượng lớn thứ hai thế giới, với lượng xuất khẩu đạt 3,5 triệu tấn trong năm 2021. Nhu cầu viên nén gỗ sinh khối của thế giới đang từ 12 đến 15 triệu tấn một năm và đến năm 2030 đạt khoảng 50 triệu tấn. Với những lợi thế về nguồn nguyên liệu và nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm viên nén gỗ năng lượng, đây sẽ là ngành hàng đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển. Cùng với thu hoạch lúa mùa, các địa phương tỉnh Thanh Hóa đang triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo đúng khung thời vụ tốt nhất. Trên cơ sở định hướng của ngành nông nghiệp, các huyện chủ động bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, phục vụ tốt nhu cầu thị trường và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Vụ đông năm nay, huyện Triệu Sơn sẽ gieo trồng 3.000 ha, trong đó có 800 ha ngô, còn lại là ớt và rau màu các loại. Để đảm bảo mục tiêu về diện tích và giá trị thu hoạch, huyện Triệu Sơn đã giao chỉ tiêu cho các xã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên những loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ dân coi vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm. Vụ đông là cái vụ thứ ba nhưng mà hắn là lại là vụ chính để cho được cái thăng cái thu nhập cho người nông dân, là đảm bảo được cái thu nhập là cao trong cái việc là trồng vụ đông về cây hàng hóa. Địa phương giao trách nhiệm cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thường xuyên đấu mối để thực hiện các cái chuỗi sản xuất, ví dụ như chuỗi sản xuất về rau quả như ớt xuất khẩu, nâng cao cái giá trị thu nhập. Để vụ đông đạt hiệu quả cao, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng xã. Huyện cũng tạo điều kiện cho các xã đấu mối, phối hợp với các doanh nghiệp để mở rộng diện tích liên kết sản xuất, đồng thời xây dựng đề án hỗ trợ sản xuất, khuyến khích các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm. Nhiều giải pháp kỹ thuật như lên luống cao, làm ngô bầu, ớt bầu đã được bà con áp dụng nhằm giảm ngập úng, đảm bảo thời vụ gieo trồng vụ đông trên đất hai lúa. Năm nào cũng cứ trồng 2 sào ớt, sau đó là trồng đến 2-3 sào ngô ngọt, và có công ty coi như là đến tại bờ coi như là bỉa suất thôi. Ủy ban nhân dân xã rất quan tâm đến công tác liên kết sản xuất và có cái chuyển từ cây có giá trị thấp lên cây có giá trị hàng hóa cao. Thì ví dụ như là đang trồng cây ngô lấy hạt thì hiện nay là đã liên kết cây ngô ngọt rồi cây ớt xuất khẩu để tăng thêm cái diện tích của cái cây hàng hóa có giá trị sản xuất cao để bà con nhân dân chúng ta tăng thêm cái thu nhập. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2022-2023, Thanh Hóa gieo trồng 50.000 ha trở lên để đạt mục tiêu bình quân 75 triệu một ha. Vụ đông được định hướng theo chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt, nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ngoài các cây trồng chủ lực như ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại, các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích những cây có thị trường tiêu thụ tốt, ưu tiên các sản phẩm chế biến tiêu thụ nội địa như dưa chuột, bí, hành, tỏi, các loại hoa, gắn sản xuất với chứng nhận an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đồng thời lưu ý trồng giải vụ đối với cây rau nhằm giảm hiện tượng lúc thừa lúc thiếu. Tính đến ngày 25 tháng 9, Thanh Hóa đã gieo trồng được trên 26% diện tích cây vụ đông. Để sản xuất vụ đông giành thắng lợi cả về diện tích và giá trị, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngành nông nghiệp, các địa phương cần thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, thu hoạch đến đâu giải phóng đất làm vụ đông đến đó để đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Để xây dựng và duy trì sự cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp, bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng chủ lực giai đoạn 2021-2025. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Trước năm 2020, ông Đào Văn Trường, thôn 3 xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân,
được tham gia lớp tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây mía do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa tổ chức. Với kiến thức được tiếp thu, ông áp dụng vào sản xuất và đem lại hiệu quả thiết thực, lợi nhuận từ 30% tăng lên 50% so với tổng chi phí. Để cập nhật thêm kiến thức kỹ thuật mới, đầu năm 2022, ông tiếp tục tham gia lớp đào tạo giảng viên TOT trên cây mía. Không chỉ áp dụng vào sản xuất, ông còn truyền lại những kiến thức đã học cho các hộ trồng mía tại địa phương. Và chúng tôi thấy rằng là trong cái học tập đợt này, chúng tôi là có thể là chuyên gia để truyền cảm lại cho các bà con nông dân ở các vùng, làm sao đó để tập trung cái khoa học kỹ thuật về công tác phòng trừ, bảo vệ sâu bệnh, rồi là các nghiên cứu làm sao để trừ diệt được sâu bệnh, để làm sao để là phát triển cây mía nó phát triển theo từng thời kỳ, trên cơ sở làm sao đó để là cây mía phát triển mà đưa năng suất cao. Năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa triển khai đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây lúa, mía, ngô và rau màu nhằm giảm bớt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng nông sản, xây dựng và duy trì sự cân bằng hệ sinh thái nông nghiệp. Chi cục đã mở 4 lớp tập huấn, đào tạo được 120 giảng viên TOT cấp tỉnh về chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trong sản xuất cây trồng. Mở 24 lớp tập huấn cho 1.250 lượt nông dân nắm vững các nguyên tắc, phương pháp và áp dụng các hiệu quả việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Qua đây bà con được trang bị thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng. Từ đó kịp thời phát hiện và khống chế các loại dịch hại khi mới phát sinh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế trong sản xuất gắn với chế biến xuất khẩu. Trong cái điều kiện đó thì hỗ trợ cái chuyện sản xuất cây mía hữu cơ cũng như là sản xuất cây mía, sản xuất ra hạt đường nó sạch để hỗ trợ cho cái doanh nghiệp chúng tôi phát triển và xuất khẩu được cái đường hữu cơ đi ra các cái nhiều những cái thị trường rộng lớn hơn và hỗ trợ cho cái phát triển kinh tế của bà con ở cái vùng mía. Đã truyền tải đến cho bà con nhân dân những cái kiến thức về sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Trên cơ sở như vậy thì về phía địa phương chúng tôi đã chỉ đạo cho nhân dân để áp dụng vào sản xuất trong cái sản xuất của vụ đông xuân 2022 trên địa bàn xã. Đặc biệt là đối với một số loại cây trồng, trong đấy có cây ngô sinh khối để làm sao để mà tăng được cái năng suất sản lượng. Ngành nông nghiệp Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 100% xã phường sản xuất các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao và tiềm năng xuất khẩu được đào tạo về quản lý dịch hại. Có 80% số hộ sản xuất nông nghiệp hiểu biết về áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng. Diện tích cây trồng được ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp từ 75% đến 85% và mỗi xã phường có ít nhất một mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp đối với những loại cây trồng chủ lực. Để đạt mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật mới phù hợp với sản xuất hiện nay, tổ chức hội thảo đầu bờ các mô hình áp dụng IPM trên cây trồng có hiệu quả để tiếp tục nhân rộng. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 và nghị quyết số 126 của Chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bổ sung gần 25 tỷ đồng để Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và nghị quyết số 126 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Nguồn kinh phí bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống trong việc ra soát, tổng hợp, đảm bảo đúng đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn huyện Nông Cống theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan
có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được bổ sung, đúng chế độ chính sách và tổ chức thực hiện, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa liệt kê ra trên 30 tên miền giả mạo trang thông tin của 5 ngân hàng lớn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Để biết được tên miền nào là lừa đảo, người dân có thể truy cập vào tính năng tra cứu tài khoản trên trang website tín nhiệm mạng.vn để thấy danh sách các tài khoản được báo cáo đã kiểm duyệt, bao gồm thông tin số tài khoản, chủ sở hữu và ngân hàng phát hành kèm theo trạng thái lừa đảo, an toàn hoặc đang xác minh của tài khoản đó. Trường hợp nghi ngờ một tài khoản nào đó là lừa đảo, người dùng có thể nhập số tài khoản vào ô tìm kiếm để kiểm tra xem tài khoản này đã được xác nhận là lừa đảo hay không. Nếu không tìm thấy kết quả, người dùng có thể báo cáo tài khoản nghi ngờ hoặc có dấu hiệu lừa đảo để Trung tâm Kiểm duyệt Thông tin bổ sung vào danh sách tài khoản lừa đảo để cảnh báo đến mọi người. Ngoài ra, người dùng cũng có thể báo cáo về một tài khoản uy tín để được xác nhận là tài khoản chính chủ, an toàn sau khi đội ngũ của Trung tâm kiểm duyệt. Gần đây, hàng loạt người dùng điện thoại di động phản ánh nhận được các cuộc gọi đe dọa sẽ bị khóa thuê bao điện thoại. Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, gần đây hàng loạt người dùng điện thoại di động phản ánh họ liên tục nhận được cuộc gọi thông báo tới số máy sẽ bị cắt dịch vụ sau 1-22 giờ và để giải quyết cần liên hệ tới số điện thoại do đối tượng cung cấp. Khi gọi lại số điện thoại này, đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số căn cước công dân để được hỗ trợ kỹ thuật. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn thực hiện các cú pháp sang tên đổi chủ thông tin số điện thoại, cú pháp chuyển hướng cuộc gọi, từ đó đăng nhập ứng dụng ví điện tử, tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tiền trong tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử của người dùng. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 40 người tử vong do bệnh dại ở 16 tỉnh thành, trong đó khu vực phía Nam ghi nhận 20 ca tử vong. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính khiến số ca tử vong cao là do người dân chậm trễ tiêm phòng. Việc chậm trễ có thể từ những quan điểm sai lầm như bệnh dại chỉ lây truyền qua vết cắn có chảy máu của động vật đã tiêm phòng dại cắn thì không sao, tự ý điều trị bằng phương pháp truyền miệng. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại tác dụng phụ của vaccine phòng dại sẽ gây ảnh hưởng đến trí nhớ, thần kinh, cũng là một rào cản khiến người dân ngại đi tiêm phòng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, sau khi bị động vật cắn, cào, liếm, cần dội rửa vết thương dưới nước trong 15 phút bằng xà phòng, sát khuẩn vết thương, không băng kín, làm dập vết thương. Sau đó, người dân đến trung tâm tiêm chủng ngay để được tiêm vaccine phòng dại, không chủ quan để phòng ngừa tử vong do bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trung bình mỗi năm cả nước có tới 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông, trong đó học sinh có liên quan tới 90% tổng số vụ. Để nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho học sinh, ngay từ đầu năm học 2022-2023, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông trong trường học. Học sinh tụ tập sau giờ tan trường, dàn xe hàng ngang ngay dưới đường, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lai đèo nhiều người, phóng nhanh vượt ẩu. Những hình ảnh như thế này có thể bắt gặp khá phổ biến trong thời gian vừa qua, cả ở khu vực thành thị và nông thôn miền núi. Đây là những nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm cho học sinh. Phần lớn những hành vi này bắt nguồn từ nhận thức không đầy đủ của các em học sinh về pháp luật an toàn giao thông, cũng như những nguy cơ tiềm ẩn khi vi phạm luật an toàn giao thông. Vì vậy, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng cho học sinh là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm giúp các em nhận biết về nguy cơ hậu quả của tai nạn giao thông đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành luật và các quy định của luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh cái việc tập trung xử lý, vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn, vừa nhắc nhở, bởi vì đây là một cái đối tượng cũng là đối tượng tuổi đang còn trẻ, và để làm được, đảm bảo được cái việc đó thì cũng rất mong rằng có cái sự quan tâm của ban giám hiệu các trường, các thầy cô giáo và gia đình, đặc biệt là gia đình. Về phía nhà trường, ngoài việc tổ chức các buổi tuyên truyền ngoại khóa, một số nhà trường còn lồng ghép kiến thức pháp luật giao thông vào các môn học chính khóa, giúp các em có thói quen hình thành thói quen và kỹ năng xe an toàn. Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông, triển khai mô hình đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường trong những giờ cao điểm.
Để thực hiện nhiệm vụ năm học thì nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện an toàn giao thông cho các em học sinh. Và trong năm học nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông. Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, giáo viên và các em học sinh đã được cung cấp nhiều thông tin bổ ích liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn, cập nhật kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, văn hóa giao thông trong trường học, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông. Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ toàn tỉnh. Với tinh thần khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển, đại hội sẽ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, những chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ 2022-2027 với mục tiêu tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo trình tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 19 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027. Bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.